bà nghe nè. Dạ ba bắt chuột. Ừ. Xong rồi. Có. Dắt hai hai con mé này cho nó. Bắt quá kêu kìa. Chế chén trước kìa. Chào tất cả anh em nghe, hiện tại mình đang ở miếng ruộng gần nhà. Đang đi bắt chuột. Quá đâu quá trời. Đừng quay mày bắt. Hén liền quá các bạn ơi. Hén nè. Bé găng, hả? Bé găng. Đục. Im ta. Á, đục ú kìa. Hay quá. Cứ nhảy ra ai chụp được lấy phải không? Lên. Cung bắt ghê ta. Mỗi tay được hả cung? Con luôn hả? 9 giờ 9 giờ. Chưa. Kè. Nó thích đu kìa. Nó hay gì ta? Đu luôn. Nó cung này quá trời hay. Lẹ như tép vậy. Mày tội mày hỏi không đó mày? Hả? 12 tuổi, sinh sống 13. Nhỏ nó nhồi quá trời, nhồi các bạn ơi. Ở chợ á. Bắt sáng giờ hả cô? Trời ơi, cái thẻ mày không giữ. Ê, kìa. Đây nè. Đù má hay dưới trời. Nhỏ. Tới coi rồi chưa? Ý dò mày vậy? Bây giờ dài kìa. Hả? Thì dơm vậy mà nó trốn. Bây giờ dài á. Chơi đẩy nó tiêu luôn rồi tào gì. Chơi đẩy nó bắn luôn. Trời lộn quần eo luôn.
Đúng không? Bay luôn. Rồi, đứng rồi. Bay tao. Tôi á. Khổ quá. Trời nó chạy bay như chim. Được. Đấy, con này nhiều quá trời bay luôn rồi bạn ơi. Công an chạy lên hả? Dạ 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 lú đầu ra. Ê bậy bậy. Dạ em ơi. Cắn kìa. Mẹ kêu hai mang bao tay vô. Cắn chứ, chuột mà phải cắn thôi. Để gần nó đi. Chuột ấy đó, chuột ấy đó. Nhầm nhầm. Kìa. Không nhầm mà tức làng. Cơm gà ăn bén lắm. Nhỏ chụp chụp mở la kìa trời. Thở u quá chụp bự ghê không. Đù. Ê dơ 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 nhỏ. Đù. Bên này em sẽ là tivi nha. Dài với ta. Rồi coi. Mấy anh bắt chuột em yêu phim có gì anh đăng ký với kênh giùm em nha. Được con nào cho anh con cái con này chết rồi không? Ừ. Ngáp ngáp. Nghe nó bắt nó muốn đầy rộng luôn các bạn ơi. Nè. Đầy rộng luôn. Thank you.
Cây này là cây cana các bạn, mùa này không có trái đâu. Cana cây dừa, dừa thì có trái mà cana không có trái. Này của người ta, của mình. Đây cana đây, vườn cana luôn. Rồi hết pin luôn. Dễ dàng luôn. Chạy chạy luôn các bạn ơi, chạy không kịp luôn. Ây da, máy mình hết pin luôn rồi. Em xem một vòng của cánh đồng quê mình một cái, mình cúp dây tôi đang các bạn, tôi điện thoại mình cái máy mình hết pin luôn rồi. Chào anh em nha. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh Tài Vlog nhé. Hôm nay đi qua nguyên ngày đã 4 tiếng đồng hồ các bạn, nắng quá trời nắng rồi. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại.